Trời ơi. Văn đó hả Văn? Bộ gặp tôi rồi rồi, không thể nào mà kêu tôi đây. Hứa Vĩ Văn nha mọi người nha. Hứa Vĩ Văn trong cái mùa dịch Covid là rất là dễ thương, mặc áo gì bảo hộ đi phát quà từ thiện khắp mọi nơi. Con hẻm ngóc ngách nào cũng phóng xe vô. Giờ mở bán trái cây hả? Bán trái cây đây. Rồi chừng nào bán? Chừng nào bán? Chiều nay luôn. Chiều nay luôn hả? Dạ chương trình luôn. Dạ chương trình luôn hả? Rồi dạo này anh làm top hay boss rồi? Đó. Top là sao anh không lấy em? Để chuẩn bị lấy. Ok hứa nha, không lấy làm chưa. Nói chung là em đây nè, sạp này đây, số 1. Đối diện nha mọi người băng. Cái gì vậy? Vợ cũ. Thì đi bán chung với Văn hả? Ừ, chị dạ. Đi bán cho nghiệp hả? Chị đi hoài. Rồi bán đây. Nó nói chị đi theo trai hoài kìa. Đi cảo cộng rồi. Có đâu. Có không gì? Có gì nữa? Mày đứng chưa? Mày, bà Thi bà không đánh mày, tao đánh mày đó. Ra ủng hộ với Vĩ Văn nha mọi người đó. Facebook đây là Hứa Vĩ Văn luôn nha, có số điện thoại. Có số điện thoại luôn. 0935 170733. Gọi vô Úc Tô sau 12 giờ đêm có xúc bình sang con vui vẻ nha mọi người nha. Show gì cũng có nha mọi người. Đặc biệt là show chê là tôi xanh. Có show gì không? Nóng không? Cởi áo ra đi, cởi áo ra đi. Trời ơi. Ủa bên đây, ở đây ra đủ chưa ta? Cái quầy này của ai vậy ta? Anh biết không? Bà Thi, các Thi. À đúng rồi, vậy là cái ô của anh là của Vũ Thu Phương á. Không, Vũ Thu Phương trên kia. Ủa Vũ Thu Phương có bán hả? Có bán luôn. Vũ Thu Phương có bán hả? Rồi bà Hai ở đâu? Ủa, như Vũ Thu Phương không có bán. Không, cái ô của anh là Thu Phương. Hôm bữa em nhớ mà, cái bữa không, đi bóc là... số là có em. Ý là đổi ngược lại rồi. Đổi lại hả? Bà Hai Thanh Trần. Hai ke hả? À, mất. Bà Hai đâu bóc ở bên đó. Không phải. Chị Hai gục. Chị Hai bánh mì á. Chị Hai gục nở á. Chị Hai bánh mì nở á. Trưởng 24 chứ. Kế bên đây là cái anh gì nè. Vậy là ngoài kia là của bà Hai. Bà Hai bên kia. Không, bà Hai với hai với ba là bên kia còn cái. Bóc lợi luôn rồi hả? Ngoài đó của anh Cẩm. Ai? Ngoài đó của anh Cẩm. Là ai má? Cẩm nha. Má. Một hồi nữa chị Hai Thanh Trần. Hình như cái quầy này của chị Hai Thanh Trần. Bán há cảo hay gì á. Ủa vậy hả? Bán hàng không bán? Rồi gọi này của ai? Ai mà làm này đẹp quá vậy? Của ai vậy trời? Đẹp quá nè, làm sạch sẽ. Của ai vậy? Giả này của ai chú? Quầy này của ai bán? Con của chú ấy. Là tên gì chú? Là Lý Anh Khoa. À, là bán gì vậy? Bán gì vậy? Bán mì Ý, sốt, kem gì đó. Ủa là ai vậy ta? Sao mình không biết ta? Ai vậy? Cái tên đó. Đâu rồi, ảnh đâu rồi? Có ảnh đây không chú? Xíu nữa mới lên con. Dạ. Trời ơi, làm quầy đẹp quá chú làm hả? Cháu cũng làm. Trời ơi. Quầy đẹp quá à. Sạch sẽ quá nè. Trời ơi. Mì Ý nha mọi người nha. Có spaghetti đó. Còn cái đây là cái anh này bán đồ thai. Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay coi như là đã là 3:30 nha quý vị nha. Thì 7 giờ tối nay thì gánh hát Lô Tô Hương Nam sẽ sáng đèn. Lô Tô Show thì cũng như Đàm Sen Que sẽ chính thức khai trương. Nhi mong là tất cả các cô chú anh chị gần xa khi mà xem clip này mau nhanh tay leo phóng lên xe ủn phóng lên Đầm Sen Que liền nha quý vị nha. Gian hàng của em A23 nha mọi người nha. Thì mong là mọi người ở gần cũng như ở xa ghé qua đây. Tạm thời là chi nhánh ở số 15 Trần Hoàng phường 10 quận 5 đang tạm ngưng hoạt động một tuần. Thì để cho ở đây ổn định trước cái đã thì chương trình mọi người thấy không, ở đây những cái gian hàng đang bắt đầu chuẩn bị set up. Đâu đó đã cẩn thận rồi. Và đặc biệt là có rất là nhiều khung cảnh cho chúng ta check in, chụp hình, ngồi xem Lô Tô Show, coi với bóng hát múa quậy ca tưng bừng. Đặc biệt là với rất là nhiều sự góp mặt gặp gỡ của nhiều hiện tượng hot trên mạng. Giống như là Diva Cát Thi nè, bé Hai nè, bé Ba nè, rồi Bội Nhi nè, team chị Cà nè, đó mọi người thấy không. Chương trình là đây là sẽ là một đại nhạc hội BD. Một thế giới BD. Trời ơi nữa. Hello chị, đó chị bé Ba qua tới rồi đó. Thì mong là mọi người ở gần cũng nhớ xa ghé qua nha quý vị nha. Đầm Sen Que, kênh Tân Hóa, quận 11 nha quý vị. Giờ mọi người có muốn em chỉ đường cho đi không? Mình có muốn đi chỉ đường không? Bởi vì ví dụ như ai mà ra sớm thì ra mấy giờ được em? À thường thường ở bên đây thì do là ngày hôm nay là mọi thứ còn đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Còn nếu như mà ngày mai, ngày mốt gì mọi thứ nó đã chuẩn bị xong, set up xong á, thì em nghĩ là tầm 5-6 giờ mọi người ra đây thì các gian hàng ăn uống đã hoạt động rồi. Được vậy, 3 giờ ở đây có cũng ghế bàn được mà. Có người, 3 giờ có người, nhưng mà sợ là nhiều tiểu thương người ta đang chuẩn bị, người ta chưa có hoàn thành. Thì cái giờ đẹp là 5-6 giờ, 4-5 giờ gì đó, 4-5 giờ chiều là thấy okay. Là ok, là ra đây ngồi ăn uống, là tất cả các tiểu thương là chắc là đã ổn định xong. Tại vì ngày hôm nay thì mọi thứ nó còn mới mẻ quá, với lại là ngày hôm nay cũng là cái ngày bàn giao các gian hàng lại cho các tiểu thương luôn. Cho nên là mọi thứ nó còn hơi lụp chụp. Và giống như ở bên đây những cái khu mà check in chụp hình này kia đồ, mọi thứ nó còn vẫn còn đang làm mọi người. Cho nên Nhi mong là những ai mà đang xem clip này thì ghé qua đây để ủng hộ. Thứ nhất là xem Loto Show thì quý vị cũng ghé vô các tiểu thương thưởng thức các món ăn uống. Còn nếu mà quý vị có nhiều thời gian nữa thì có thể lựa chọn Đầm Sen Que, cũng là một cái địa điểm vui chơi, giải trí, ăn uống ẩm thực. Trời ơi, Simlet. Dạo này đâu vậy? Đi công chuyện rồi. Không, ý là dạo này Cưng đi đâu mà Cưng sắp follow dữ vậy? Ở nhà. Ở nhà không vậy hả? Đi dạo này Cưng còn live Bigo không? Không, nghỉ rồi. Đi giá cao đó hả chị? Thì đó, người ta làm idol Bigo mà chị. Trời ơi, chặt em là gõ gàng không? Gõ gàng chặt không? Mà coi nè, chị coi đi, nó chặt em gõ gàng chưa? Cái này nước nào làm? Nước nào? Cái này nước nào làm? Bên bả đó. Không, không nha. Cái này là Việt Nam nè, cái làn da này là cái làn. Trời ơi, là cái tay này cùng chỗ, cùng một chỗ. Không, chị biết rồi, Cưng làm bên chị Ngọc phải không? Chị làm cái này ở nhà. Vậy hả? Giờ chị ở nhà không à? Không, bánh bèo à? Không phải, tại vì không có thời gian đi, giờ chị bận quá, ở chị ở nhà. Em định vô xin xu phụ vé không biết được. Không, không cần. Không cần đâu Cưng, tại vì chương trình là gánh hát Loto Hương Nam là cần đào đào xấu không à. Còn như Cưng là hoa hậu rồi, là Cưng đừng vô. Cưng vô là Cưng đạp bẹp hết, cỡ như Du Mi hay này kia đồ là đập bẹp với Cưng, không ai làm lợi Cưng đâu. Nhưng mà bên phải kìa, mà chưa thấy ai vô, thôi để chạy xe qua đây để xe bệnh. Là xe Cưng để đâu, Cưng đi xe gì? Xe máy để bệnh. Từ giờ Cưng tối nay Cưng có phụ mẹ bán không? Mẹ nay chưa bán. Nay chưa bán hả? Ừ, chưa. Ngồi chừng nào mới bán? Để bà suy nghĩ đã. Trời ơi, buôn bán mà suy nghĩ gì má? Đang suy nghĩ nữa hả? Thôi chết rồi. Rồi dạo này Cưng còn làm idol Bigo không? Không, nghỉ chơi xóa đâu rồi. Xóa luôn rồi hả? Chứ lên chỉnh mày hốt không à? Chơi blue. Chơi blue. Đúng rồi, cái mặt mày chơi blue đẹp. Ai vậy trời? Ai vậy? Ai mà nhìn tôi mà theo cái kiểu mà nhìn bằng cái ánh mắt mà nhìn thẳng vô, nhìn mà chiêu xuống vậy nè. Ai vậy? Em đi vòng vòng em coi người ta chuẩn bị sao rồi. À. Biết ai không? Đi qua đây. Đồ nướng à. Thôi vậy là cũng là đầy đủ gian hàng rồi. Kế bên em là con Donna mà không biết có bán không nữa. Chết rồi. Trời ơi, sao ai cũng vô hết trơn. Donna ơi. Donna đâu mất tiêu rồi nè trời. Ôi ơi chết rồi, để gọi cho Donna, con không biết giờ này cái hũ Donna giao tới đâu. Về trước nha chú Bảy. Chú Bảy bà nội mày. Mày. Kêu chú Bảy ha. Donna đâu rồi trời. Donna đâu rồi, để gọi cho Donna. Làm sao vậy, sao qua cái về vậy đó hả? Ừ, chứ bà chưa lên. 5 cái giờ bà. Hay là mày coi ai để quên đồ hay gì về lử người ta. Có rồi má. Chỉ có anh mày. Bảy á, anh Bảy lử. Đi ra chưa? Có phải ăn mày liền mày tin không? Covid nhập nó không chết mà cho nó chết ở nhà. Trời ơi, Covid nhập mày không chết hả? Thánh thần ơi là trời, nghĩ sao mà nở lòng nào làm bộ móng kìa. Hay quá trời. Nổi ha, cái tay nổi ha. Cái bàn tay đó tối con đi dít được đó hả? Cái này lên mở tay đang hùi. Má ơi, cái bàn tay của má là má phải sơn màu đen, nó mới bật được cái màu da của má. Má nghĩ sao má sơn màu xanh? Chọn màu mà. Tự chọn vậy đó hả? Ừ. Cái tông của Cưng là để... Sa lăng bon tê cái ca vô đầu. Đó là định. Donna nó không nghe. Giờ này chắc chưa ngủ vậy. Tối xỉn nè má, tối xỉn hoài quá trời. Vậy luôn á hả? Trời ơi là trời. Bán ốc và nhậu hoài luôn hả trời. Bố ở ngoài đây chắc em cũng bán bia luôn quá à. Ăn nhậu luôn.
Ờ, chắc phải bán bia ăn nhậu luôn quá à. Buồn chịu nha. Sao cái quầy tôi dơ quá vậy? Chưa có được dọn dẹp gì hết trơn nè. Nhưng mà ý là chưa có tháo băng keo, chưa có gì hết trơn. Chắc phải tự tháo luôn á em. Ờ, rồi phải lao. Chết rồi. Tự làm chứ ai làm giùm đâu coi nhỉ, không có làm giùm đâu. Giờ mình tự làm cái mới luôn nè, phải tháo thì này đồ mới không à. Em mua đồ sơ sơ cũng hết mấy triệu, đang hết tiền, đang gồng chết nè. Mua bàn con này mua kia đó. Ý là không có dám mua cái bếp ga mà xài ga lớn rồi đó, mua bếp ga mini nữa đó. Trời ơi chết rồi. Ở mọi người thấy không? Thân gái dậm trường 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục. Mọi người ơi em khổ lắm mọi người ơi, buông gánh bán bưng. Không làm thì lấy tiền đâu mà ăn. Mọi người thấy chưa? Chết rồi. Sáng giờ em đi chợ nguyên một ngày luôn á mọi người. Mang cái này em kêu anh trai đẹp kìa, tháo ra cho. Về chú Bảy ơi. Ê nó nghe nè, xem lét rồi mày rảnh không? Ở đây mày tháo mày kêu giùm tao đi. Thôi thôi. Nướng lột là sao bà? Nướng cẳng cẳng. Trời ơi chị em trong nhà mày, tôi nhờ mày tháo cái miếng băng keo mày làm gì kỳ vậy? Tao tháo. Nè tháo từ từ. Mà móng gì? Tôi móng gì? Thì giống như là tháo nè. Hồi đó con có hay lột da không? Cưng có ai sức kem lột da không? Đó, lột thì lột. Giờ cưng giống như vậy đó. Chị lột chị nhớ quá nè, hồi xưa chị hay lột da, chị hay làm vậy nè. Trời ơi. Ở đây chơi đi má ơi. Chị lên. Về đưa đồ cho anh hai cái lên liền. Đưa đồ gì vậy? Điện thoại. Mày ăn cắp điện thoại của ổng đó hả? Không, ổng bán điện thoại. Bán điện thoại gì? iPhone. iPhone gì? iPhone nào cũng có bán hết á. Là ổng bán điện thoại đó hả? Ừ. Có bán iPhone 13 không? Có. Nhiều vậy? Không biết nữa, biết đi lấy không? Đi lấy không mà hả? Ừ. Ồ, mày có khi nào mày lấy đi luôn không? Không. Cái mặt mày tao nghe nó hay lấy đồ đi luôn lắm nha. Không, nếu mà tôi lấy đồ của bà thôi. Trời ơi. Còn cái điện thoại không để quên. Quên. Trời ơi, quên nhạy cảm quá bé ơi. Trời ơi, bé nhạy cảm quá. Rồi tự tháo đi má. Vậy là hết rồi đó hả? Trời ơi, cái quầy còn dài lắm luôn. Rồi tháo nhà xong má. Thì tháo hồi xong mà. Anh Bảy làm phiền quá anh Bảy ơi. Trời ơi chết rồi. Mày kêu tao anh đó, một hồi nữa tao lấy cái ba chắc tao phan mày đó. Nghe. Ê, đeo mắt kiến gì nó sáng không? Tối con mắt không? Không, sáng. Cực quá à. Thấy không? Ước gì giờ có tiền muốn nhân viên ha, ngồi chỉ tay năm ngón. Buồn quá không có tiền muốn ai chứ. Trời. Nhà em có con su kìa. Nhà con su rồi gì mà? Chó. Chó. Tao cũng có con chó vậy. Kiểu lên phụ nha. Ừ. Kêu nó phụ cấp rồi. Á, hộp hộp nè. Ngựa ghê không? Hai con bóng đây nè. Ngồi xé băng cây. Thánh thần ơi là trời. Ủa có cái cây khậy đó. Thôi cây khậy không có được. Cây khậy chày bé ơi. Cái này là chương trình là chị làm cái này là cẩn xà cừ. Bà ngồi ở đây hả? Ừ là cẩn xà cừ có hiểu không? Ủa bà lột chỗ bà thôi, bà lột hết hả? Lột hết luôn mà. Nguyên cái rồi người ta lột hết trơn rồi. Còn có mình tao chưa lột đó mà. Mình không lột không được chưa. Người ta lột hết trơn rồi. Còn có mình tao chưa có lột nè. Rồi bà lột, bà chưa lột cái này, cái kia bà lột chưa? Cái nào? Mày muốn cái lột cái gì? Cái láp á. Hai ổng lột là hư cái láp của chị. Mới được. Trời ơi à, kêu bà hai kia lột giùm đi. Bà hai kia không vô bán hả? Vô chứ. Hồi đó chở đồ lên rồi. Một hồi nữa nè. Bả vô đi rồi mày biết xấu với bả, mày kêu bả bà hai ke. Ở trước mặt bả mày có kêu không? Kêu bình thường. Hôm qua ngồi ở đây nè. Mấy má con ngồi ở đây chơi nè. Rồi xong rồi bả có đinh mày không? Không, cừ quá trời, quậy quá trời luôn. Đi đi đâu quậy tới đó. Hồi ổ gì luôn hả? Có nương được không? Bữa giờ có nương được anh nào không? Sống nương khách má. Đi chọc má đi tới đâu trình giờ lồ chờ tới đó. Bà hai hả? Thôi ôi. Rồi chồng bả đâu? Ai biết. Hồi bà gan quá gì bà có chồng bà xin Zalo trai. Dạ, cái... Rồi mày làm sao? Tôi đâu có xin đâu, tôi xin bà lưu. Thôi ơi. Rồi cộng ai đâu chơi bà lưu má. Thánh thần ơi là trời. Cộng ngầm. Cộng ngầm hả?
Nè hai anh này cộng nè, xong mày cũng xin đi. Ông Hưng nè, Hưng chừng kênh YouTube lớn luôn này má. Lấy ông đi nhiều khi mốt cuộc đời mày lên Hương luôn đó. Thiệt, mày nghe lời tao mà chế mấy ông YouTube cho tao. Rồi đó má. Trời ơi, cảm ơn nha. Tối ra đây, vui vẻ. Ồ, phim LED nó dễ thương á mọi người. Nó phù em lột chứ mình em lột thấy mẹ em luôn á. Mất dài. Thất học. Dạ có anh. 5 giờ người ta giao lên anh. Đó người ta hỏi chưa gắn bảng kìa. Thánh thần ơi là trời. Anh Tâm nè. Trời ơi tại anh á anh ơi, nó không chịu hối người ta. Anh để em không có bảng gì hết trơn á trời. Anh kỳ quá anh Tâm ơi. Trời ơi thấy không mọi người, ta lột hết trơn rồi còn đúng mình chưa có lột. Chết rồi. Mua đồ này kia đồ làm quá trời luôn mọi người. Anh nói chắc quản lý ở đây. Thôi rồi. Trời ơi chị ba chị làm gì vậy? Trời ơi. Giờ này mà còn ủ kem nữa. Trời ơi là trời. Nhìn mấy như ninja vậy má ơi. Thánh thần ơi là trời. Bà đeo bà chùm quá cho chùm luôn rồi. Dây điện làm gì đây? Dạ dây điện anh câu giùm em đi anh. Hả? Câu sáng lên chỗ này giùm em. Sáng rồi. Sáng rồi á hả? Đây chưa bật à? Bật hết lên hả? Bật ở đâu anh? Ai biết? Thôi ơi. Bật đâu ai biết? Anh chỉ em. Em có đâu biết bật đâu đâu. Hình như là không có được mở hết thì sao, mở sang kẽ không mà kìa. À, đây có ổ điện, có công tắc kìa mọi người. Nhưng mà hình như không phải. Không phải, không phải mở ở đây đâu, mở ở trong. Ổ điện, điện đây mở đâu rồi. Ê, 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 ê. Chỉ cho biết xài điện đi. Xa lăng bon khê cái ca vô đầu buồn ơi đau quá. Đây đồ chua em làm nha mọi người nha. Hôm nay em tự làm đồ chua luôn á mọi người, ghê không? Tại vì chương trình là đó. Hôm nay đồ chua tự làm. Em làm khô rang à. Mà hả? Tại vì mọi người biết sao không? Qua đây là em nghĩ là bán ế, không có bán nhiều cho em tự làm đồ chua. Hey! Lại mọi người nha, tối đêm nay mọi người nhớ ghé Đầm Sen Que nha quý vị nha, kênh Tân Hóa quận 11, đường kênh Tân Hóa kế bên Đầm Sen Nước cho quý vị mau nhanh tay ra ghé ra đây nha quý vị ơi.